Ok, hello. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh ITP Club Channel đến với video nhận định thị trường hàng ngày cùng với em Xuân Thủy. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều tối tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc bên gia đình. Và cũng như thông qua video nhận định thị trường của em thì anh chị em mình sẽ có thêm những góc nhìn về thị trường, sẽ có thêm những chiến lược phù hợp để tham gia đầu tư với thị trường chứng khoán trong những ngày sắp tới. Anh chị em tham gia xem video của em thì giúp cho em những lượt like, lượt chia sẻ và lượt đăng ký kênh anh chị nhé. Và nếu anh chị thấy video của em Thủy hữu ích thì đừng quên comment những trái tim màu tím ở phần bình luận nhé. Rồi ok, sau đây kính mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2024. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, thì hiện tại điểm số của Vietnam Index đang tạm dừng ở mốc là 1.276,60. Là một cái phiên hồi phục của giá rất tích cực của thị trường và tăng được là 18,40 điểm tương ứng với 1,46% Mốc thanh khoản của thị trường ngày hôm nay đạt được là một mốc thanh khoản là xấp à, xỉ 1 tỷ đô anh chị nhắc cụ thể là 24.069,55 tỷ đồng Và phiên giao dịch ngày hôm nay nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài thì ngày hôm nay khi mà thị trường có cái sự phục hồi tích cực như vậy với cái điểm số à, cao và hồi phục được hơn 18 điểm thì nhà đầu tư nước ngoài họ lại có cái xu hướng là bán dòng tiếp tục bán dòng cho cái phiên ngày hôm nay với cái tỷ trọng là 729,49 tỷ đồng anh chị nhé và nhìn điểm về điểm số của cả ba sàn cụ thể là viên 30 à, bên phái sinh và bên cơ sở thì nhóm viên 30 với điểm số 1.284,74 tăng được 21,88 điểm tương ứng với 1,73% bên nhóm phái sinh với điểm số 1286 thì tăng được 23 điểm tương ứng với 1,82%. Và bên nhóm cơ sở thì điểm số của Vietnam Index đang là 1.276,60 cũng tăng được là 18,40 điểm tương ứng với 1,46%. Và như vậy là với một cái phiên giao dịch cuối tuần một cái phiên đóng nến tuần anh chị nhé là hồi phục rất tích cực thì điểm số của cả ba sàn chứng khoán của Việt Nam là đều có cho sắc xanh rất là tích cực và tăng điểm mạnh mẽ và nhìn về cái chiều biến động của thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay với một cái phiên tăng điểm là 18,40 điểm thì nhìn lên bản đồ nhiệt quý anh chị có thể dễ dàng nhận ra rằng cái màu xanh đó là cái màu xanh tích cực đã bao trùm và trở lại à, hiện diện rất là là rõ nét cũng như là tích cực ở trên cái bản đồ nhiệt sau phiên giao dịch ngày hôm nay đó. và hiện tại trên thị trường đang có 317 mã tăng 143 mã giảm và 85 mã ở mốc tham chiếu thì tác động đến cái sự tích cực của thị trường ngày hôm nay đến từ những cái mã như là CTG, Techcombank, MBBank, Vietcombank, ACB, VGC, LPB và VPBank. Đó vẫn là cái sự góp mặt tất cả là rất là nhiều đến từ nhóm banh. Thế còn tác động đến cái sự ngược lại là cái sự rung lắc ở trong phiên ấy, thì đến từ những cái mã như MVKG, DGC, Novaland, HPX, POM, VTP, TEG và PSH. Tuy nhiên là cái sự tác động mà khiến cho cái điểm số của thị trường ngày hôm nay mà mà rung lắc ấy, thì rất là ít hầu như là không đáng kể mà cái sự mạnh mẽ này đặc biệt là được thể hiện vào buổi chiều ngày hôm nay anh chị nhé và nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay với cái tỷ trọng bán dòng là 729,49 tỷ đó, là một cái phiên bán dòng có thể nói rằng là là lớn nhất trong tuần này anh chị nhé lớn nhất trong tuần này về cái tỷ trọng bán dòng của phía nhà đầu tư nước ngoài đó, thì khi mà cũng là cái phiên ngày hôm nay là phiên cuối tuần cũng là cái phiên tăng điểm là mạnh nhất ở trong tuần thì nhà đầu tư nước ngoài họ lại cứ thị trường bị điều chỉnh đúng không ạ thì họ quay vào họ mua đó. và tăng điểm lên thì họ lại có xuống là bán ra đó, đó rất là là có luôn luôn là như vậy anh chị nhé và cái tỷ trọng bán dòng hôm nay của nhà đầu tư nước ngoài thì họ lại tập trung nhiều ở những cái mã như là Vinhome, Masan, Thép Hoa Sen, PDR, Vinamilk, STB, KBC, D, uh, DIG, À, DGC, VCI, SSI, Novaland, VND, HD Bank và GVR. Đó là những cái mã mà nhà đầu tư ngoài nước ngoài à, trong phiên giao dịch ngày hôm nay họ là với cái tỷ trọng bán ra lớn. Bên cạnh đó còn những cái mã nữa. Tuy nhiên là cái tỷ trọng bán dòng này tập trung mạnh nhất là ở Vinhome. Đó. Thế thì bên cạnh những cái mã mà nhà đầu tư nước ngoài họ bán ra nhiều thì vẫn có những mã mà họ mua vào à, tập trung ở mã như là STB, ASM, SCS, Thép Hòa Phát, HCM, VPBank, Uh, DPG, SSB, MWG, CTG và BMP Đó là những cái mã mà nhà đầu tư nước ngoài họ lại mua vào Tuy nhiên là cái tỷ trọng bán ra rất là lớn nên là Cho thấy là một cái phiên ngày hôm nay Kết thúc phiên giao dịch Thì cái tỷ trọng bán dòng lên tới là Sấp xỉ là 730 tỷ Từ phía nhà đầu tư nước ngoài Thế còn xét về cái chiều biến động của uh, Những cái mã cổ phiếu Mà đạt tổng khối lượng lớn nhất trên thị trường Sau phiên giao dịch ngày hôm nay Thì đến uh, từ những cái mã cụ thể là Novaland với tổng khối lượng giao dịch là hơn 29 triệu cổ phiếu thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay Novaland lại bị giảm là 0,28%. Tiếp theo đó là SHB với tổng khối lượng giao dịch là hơn 25 triệu 300 nghìn cổ thì SHB tăng được là 1,80%. Tiếp theo là MB Bank với tổng khối lượng giao dịch hơn 23 triệu 900 nghìn cổ thì MB Bank tăng được 3,79%. Tiếp theo là CTG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần À, công thương Việt Nam thì với tổng khối lượng giao dịch là hơn 23 triệu 700 000 cổ thì CTG tăng được rất tích cực anh chị nhé là 6,53% tiếp theo là DG với tổng khối lượng giao dịch là hơn 3, hơn 23 triệu 300 000 cổ thì DG tăng được là 1,82% tiếp theo nữa là Vix là với tổng khối lượng giao dịch hơn 22 triệu 700 000 cổ phiếu thì Vix tăng được là 1,83% là đó là những cái mã cổ phiếu anh chị nhé mà À, đạt tổng khối lượng giao dịch tích cực trên thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay đó thì à, là tất cả những cái mã cổ phiếu đó hầu hết là đều tăng xanh chỉ có Novaland đạt tổng khối lượng giao dịch lớn nhất đó trong cái tuần này thì Novaland luôn luôn là đứng đầu về cái tổng khối lượng giao dịch thì tuy nhiên là Novaland trong tuần này thì tăng nhẹ này rồi tham chiếu và cái phiên cuối tuần đến tuần ngày hôm nay thì Novaland lại bị giảm anh chị nhá tuy nhiên là cái mức giảm là không nhiều là 0,28% thôi tuy nhiên rằng là với tình hình chung của thị trường với một phiên hồi điểm tích cực như vậy thì tất cả những cái mã cổ phiếu cũng như nhóm ngành anh chị nhé là cho thấy sự tích cực và để cụ thể chi tiết thì mời quý anh chị chúng ta cùng điểm qua những cái nhóm ngành những biến động của những nhóm ngành cụ thể là nhóm hàng tiêu dùng kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì tăng được 0,22% nhóm vật liệu cơ bản thì tăng được 0,35% nhóm tài chính tăng được 1,77% nhóm dịch vụ tiêu dùng tăng được là 2,32% nhóm viễn thông tăng được 0,54% nhóm công nghiệp tăng được 1,22% nhóm y tế tăng được 1,27%, nhóm các dịch vụ hạ tầng tăng được 1,15%, nhóm dầu khí tăng được 0,98%, nhóm công nghệ tăng được 2,52% và như vậy là điểm qua về những nhóm ngành nghề thì quý anh chị có thể nhận ra rằng là à, tất cả những nhóm ngành nghề anh chị nhé ngày hôm nay lại à, trở lại sự tích cực rồi tuy nhiên rằng cái sự tích cực này không nhiều anh chị nhé có những cái mã à, nhóm ngành chỉ tăng được đâu là là 0,35% cụ thể là vật liệu cơ bản thì tăng được 0,35% thôi đó thì nhưng mà cái sự tích cực này đã cho thấy được cái thị trường là cái hồi, khi, khi hồi phục điểm thì các nhóm ngành cũng đã ít nhất là đã trở về cái mốc tham chiếu anh chị và đã có một chút tăng xanh và cái ngày hôm nay anh chị nhá với cái một cái phiên hồi điểm tích cực như vậy thì cái nhóm banh anh nhé, là cái nhóm kéo chỉ số anh nhóm banh là cái nhóm kéo chỉ số và tất cả những cái mã nhóm ngành banh cụ thể là 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 đã góp phần vào rất tích cực trong cái việc là hồi điểm của thị trường ngày hôm nay Đó. tất cả các mã banh và cụ thể có có ngân hàng biêu bưu điện liên việt thì ngày hôm nay đã chuẩn tím đó bên đó cạnh đó thì có ngân hàng công thương techcombank banh, đó, mb bank đó và bên cạnh đó còn có nhóm chứng khoán nữa anh chị nhé thì nói chung quy lại là gì là cái nhóm tài chính ngày hôm nay anh nhá, là tác động đến cái điểm số của thị trường nhiều nhất cụ thể là nhóm bank và nhóm chứng khoán là cùng một cái cái mảng bên tài chính anh chị và để nhìn về chi tiết hơn thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về điểm số của Việt Nam Index trong khung đồ thị uh, Daily Đó. Qua góc nhìn phân tích kỹ thuật của em số Thủy, anh chị nhé Thì với cái điểm số là 1276,6 là cái mốc đóng nến ngày hôm nay cũng là một cái phiên đóng nến tuần Thì hiện tại Việt Nam Index đã đã trở lại được cái, lấy lại được cái điểm số của của uh, chính mình Là đã đánh, đã đánh mất đi từ cái phiên là từ ngày mùng 4 tháng 4, đúng không ạ? Đó, ngày 4 tháng 4 là Việt Nam Index đã bị giảm từ cái phiên đó và ngày hôm nay với cái mốc đồng nến này thì Việt Nam Index đã lấy lại được cái những à, cái số điểm mà đã mất đi từ ngày mùng 1 tháng 4, 4 rồi vậy thì là cái cây nến anh chị nhé cây nến hồi phục nhưng mà với cái điểm số là à, thấp nhất ngày hôm nay khi mà Việt Nam Index nhúng xuống là quanh cái vùng là 1259 có nghĩa rằng là gì vẫn còn hơn một điểm nữa mới lấp hết cái khác gấp tăng ngày hôm nay đúng không ạ đấy thì như vậy quý anh chị cũng nên là chú ý nhé bởi vì sao Việt Nam Index từ trước đến giờ là luôn luôn có cái xu hướng đó là là quay về lớp khác và phiên ngày hôm nay là đã mặc dù là nhúng xuống một hai năm chín thế nhưng mà vẫn chưa lấp hết cái khác mà gấp tăng ngày hôm nay đó anh chị nhá và có thể rằng trong thời gian tới cũng chưa biết là cụ thể là vào cái vào cái thời gian nào anh nhá, thì việt nam index có thể quay lại lớp một cái điểm này cho nên là đó nó cũng là có một cái cơ sở để quý anh chị mình là luôn luôn là có một cái tâm lý là luôn luôn là cẩn trọng đúng không ạ trong cái việc đầu tư khi mà thị trường quay về Mà cho dù thị trường có quay về Lớp cái gáp là Quanh cái vùng là 1258 1260 Anh ấy nhỉ nhá Cụ thể là lớp được cái gáp này 1257 12, 1258 Thì Cái thời điểm mà khi Việt Nam Index quay về Lớp gáp Thì lại là Nó lại là một cái cơ hội Cho quý anh chị mình Đúng không ạ Lại là tiếp tục Để tham gia đầu tư Hoặc là à, Nắm bắt những cái cổ phiếu Mà trước đó Là chưa có cái điểm tham gia phù hợp Đúng không ạ Rồi ok Và à, kính mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị tuần nhé thì ngày hôm nay là kết thúc phiên giao dịch của tuần là cũng là một cây à, đóng nến một cây nến tuần anh chị nhé thì những cái tuần trước đó là à, từ cái tuần là à, ngày mùng tám tháng ba có đúng không ạ là cái tuần giao dịch là việt nam index bị giảm điểm rất mạnh giảm điểm nhiều sau đó là có cái sự phục hồi và bắt đầu từ cái tuần là ngày 15 tháng 3 và phục hồi trở lại và đặc biệt là cái tuần là ngày 23 -2 tháng 3 là Việt Nam Index trong đó là có một cái tuần giao dịch rung lắc cái độ rất lớn thì tuy nhiên rằng là, là khi cái đóng đến một cái đến tuần thì lại là một cái đến tuần rất là tích cực sau đó là vào cái tuần là ngày 29 tháng 3 đúng không ạ thì là cái tuần giao dịch rất tích cực của thị trường và Index đã lên được cái vùng là à, trên cái mốc là 1294 thì tuy nhiên là đóng đến chưa thành công anh chị nhé thì khi mà cái tuần giao dịch đó đóng đến không thành công thì em Xuân Thủy cũng đã có những cái video nhận định thị trường thì là đã có nhận định là Việt Nam Index đã không đóng đến được ở trên cái vùng là Quay cái mốc 1290 thì chắc chắn rằng những tuần sau đó anh nhé là sẽ có những cái tuần là sẽ quay lại trở lại test cái biên dưới chính là cái biên mà Việt Nam Index đã, uh, đã, đã, đã đã dừng ở cái mốc đó là 1248 đúng không ạ? Đó thì mặc dù là cái tuần giao dịch uh, là mùng 5 tháng 4 anh chị nhớ đó là tuần giao dịch đó Việt Nam Index đã nhúng xuống cái mốc thấp nhất là 1254 thôi thì vẫn chưa về đến đúng cái bay đáy bên dưới là 1248 thì vào trong cái tuần này đúng không ạ Việt Nam Index đã quay về test đúng cái đáy đó rồi anh nhìn nhé là một nghìn mốc 4, và có sự rút chân và sự hồi phục điểm tích cực vào cuối tuần và hiện tại đóng đến ở cái mốc là một nghìn thế vậy thì trong cái xu hướng tiếp theo anh chị nhé trong cái khung độ đồ, đồ thị tuần thì việt nam index là sẽ có xu hướng như thế nào thì nhìn trong khung đồ thị tuần anh nhìn nhé đó có đúng ạ thì việt nam index hiện tại bây giờ đã test thành công cái biên đáy bên dưới rồi đó thì trong và đã có một cái tuần hồi phục đó thì trong những tuần tiếp theo thì cái sự tích cực này với Nam Index sẽ có thể là về quay lại một cái mốc đỉnh cũ một lần nữa đã đông đến thành công đó là cái mốc là 1284 đó anh chị nhé khả năng nó quay về đến 1.284. hoặc cao hơn nữa có thể chặn tới một lần nữa là quanh cái mốc là 1290 đó và cái chiến lược để tham gia khi mà thị trường giảm đó đó là quý anh chị mình canh mua thế còn khi mà thị trường tăng lên đúng không ạ tăng về chạm về cái mốc đỉnh cũ thì đó lại là cái cơ hội mà để khi mà quý anh chị mình nắm bắt được những cái mã cổ phiếu mà thị trường có rung lắc điều chỉnh xuống là cái thời điểm để quý anh chị mình canh chốt lãi những cái mã cổ phiếu mà khi thị trường có điều chỉnh để quý anh chị chúng ta đã mua vào rồi đúng không ạ sẵn hàng rồi và chúng ta chỉ chờ khi thị trường tăng lên từ cái mốc là 1284 trở lên đó là cái thời điểm mà quý anh chị có thể canh chốt lãi những cái mã cổ phiếu của mình đã cho quý biên lợi nhuận như ý hoặc là cảm thấy là cái mức lợi nhuận của mình đã đã vừa lòng đúng không ạ thì quý anh chị mình có thể là canh lợi nhuận hóa một phần hoặc là chốt hết và có thể là, là giữ lại thì quý anh chị mình cũng là nên là là thực hiện cái biện pháp là chặn lãi anh chị nhé đó và nhìn về khung đồ thị tháng thì cái tuần giao dịch này nó là cái tuần giao dịch là trung tuần của tháng 4 thì cho thấy được rằng là cây cây nến tháng của Vietnam Index vẫn là một cây nến đỏ tuy nhiên rằng là gì ạ là nó là điều cần thiết khi mà những có những cái tháng Vietnam Index là tăng liên tục anh chị nhé thì đã chạm được cái mốc là 1294 và chưa đóng đến thành công thì chắc chắn rằng trong những cái tháng sau anh em nhé cụ thể là cái tháng tư này Vinamidex phải à, quay về tích lũy đi ngang hoặc là điều chỉnh thì những cái tháng tới anh em nhé thì khả năng Vinamidex mới có đủ những sức mạnh đủ những lực cầu đẩy cái điểm số Vinamidex đi lên cao hơn cụ thể là đóng đến cái mốc quanh cái mốc là trên 1290 đó đúng không ạ và cái xu hướng của những phiên tiếp theo đó anh em nhé thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị H1 để biết rằng là trong những cái phiên cụ thể là phiên thứ hai sang tuần phiên thứ ba sang tuần thì Việt Index sẽ có xu hướng như thế nào đó. thì trong khung đồ thị H1 với cái mốc đông đến ngày hôm nay của Việt Index đang là 1.276,6 thì uh, trong khung đồ thị H1 đó vào cái phiên cuối chiều ngày hôm nay thì Việt Index đã uh, lấy lại được là cái mốc cản rau găm của mình ở trong khung đồ thị H1 là cái mốc là 1.270,39 đó có đúng không ạ? Đây Đấy là cái cản giao găm này và đồng thời là xuyên mây Và cũng như là gì ạ Là em Xuân Thủy trong cái phiên live, live stream vào giờ trưa à Ngày hôm nay nhé, Thì em Xuân Thủy đã nhận, nhận, nhận Khi đó thì điểm số Việt Nam Index đang là 1264 Có đúng không ạ Thì em Xuân Thủy đã nhận định là gì ạ Là nếu mà vào phiên chiều anh nhé nhá Thì Việt Nam Index là vẫn có thể khả năng hồi điểm lên được Nhưng sẽ có một cái cản giao găm là ở vùng 1270 Và nếu như tiến về cái mù, vùng 1270 này Thì thị trường phải cần một cái lực cầu rất mạnh Đến từ cái nhóm ngành nào đó thì có thể là thúc đẩy Việt Nam điểm số Việt Nam Index có thể là vượt qua được cái mốc 1270 và đúng như vậy anh chị nhá và đó là cái nhóm ngành này đó là nhóm tài chính trong nhóm tài chính thì có hai cái nhóm ngành đó là nhóm ngành uh, ngân hàng và nhóm chứng khoán anh chị nhá đó thì ngày hôm nay buổi chiều ngày hôm nay cái nhóm uh, là nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán đã trở lại và tác động tích cực đến cái điểm số Việt Nam Index và cái mốc cao nhất trong buổi chiều ngày hôm nay khi Việt Nam Index đã chạm tới là 1278 và đồng đến cái mốc là 1276 6 hiện tại bây giờ và với cái mốc đồng đến này thì sang tuần cụ thể là cái phiên thứ hai anh nhìn nhé thì cái trạng thái khách sạn trong khung đồ thị H1 đó, Ichimoku đã xuất hiện sẽ xuất hiện nhé, trong những phiên thứ hai và phiên thứ ba thì khi đó cái trạng thái mặc dù cái điểm uh, đóng đến hiện tại bây giờ của Vietnam Index đã vượt qua cái vùng khách sạn tuy nhiên rằng là gì thì Vietnam Index khi mới vượt qua được cái mốc cản rau găm hiện tại bây giờ nó đang là hỗ trợ thì chắc chắn rằng sẽ quay về có khả năng quay về test cái hỗ trợ giao găm hiện tại mà Việt Nam Đếch mới lấy được Là quanh cái vùng 1270 Đúng không ạ? Đó đó là cái xu hướng của những cái phiên sang đầu tuần tới Anh à, chị nhé Thì khi nó về test lại đây anh chị nhé Mà cái điểm số ngày hôm nay Của Việt Nam Đếch là Đến từ cái nhóm tài chính cụ thể là Trong cái nhóm tài chính đó có nhóm ngành banh Và cái nhóm ngành chứng khoán Những cái mã chứng khoán anh chị nhé Thì với cái một cái phiên mà tác động mạnh mẽ Đến điểm số từ cái nhóm ngành banh Thì cái việc mà việc Nhóm banh điều chỉnh lại cũng thì nó sẽ gây nên cái sự giảm điểm của Vietnam Index cũng rất là nhanh thôi đúng không ạ kéo rất nhanh mà giảm điểm rất nhanh thôi vậy thì cái việc mà sang tuần khi nhóm ngành banh đã tăng như ngày hôm nay nó có một chút điều chỉnh thôi thì Vietnam Index sẽ quay về test quanh cái vùng là 1270 là hoàn toàn là có thể khả năng xảy ra rất là cao anh nhé đó và một cái điều mà để cho cái điểm số của thị trường tăng lên nó các nhóm ngành nó có cái sự đồng đều hơn nữa thì tất cả các nhóm ngành ngày hôm nay nếu như mà các nhóm ngành bên cạnh những cái ngành, nhóm, chứng khoán thì nhóm bất động sản nhóm thép hoặc nhóm đầu tư công anh chị nhé nếu như mà ngày hôm nay nhóm nhóm đầu thép này bất động sản và đầu tư công nó giữ tích cực kèm theo nữa như nhóm chứng khoán nữa, thì đương nhiên rằng đó là một cái phiên gọi là thị trường tăng điểm bền vững chứ còn vừa ngày hôm nay với một cái phiên mà à, nhóm banh mà tăng điểm kéo điểm như này thì em xuân thủy đánh giá là nó không bền vững và cái điểm số hai nghìn nó chỉ là tạm thời cho nên rằng cái xu hướng tuần tới quý anh chị mình hãy luôn lưu ý với những cái điểm số của thị trường Rằng là với những cái mã cổ phiếu của anh chị đúng không ạ? Chúng ta phải luôn luôn lưu ý Anh chị nhé Và nếu như quý anh chị nào Quan tâm Và cần được cái sự hỗ trợ liên tục Cũng như là từ trong phiên Thì quý anh chị mình cũng hãy về với đội của em Xuân Thủy Bằng cách là quý anh chị mình click vào cái đường link à, Trong phần bình luận Là có cái đường link của Zoom cộng đồng của em Xuân Thủy Hoặc là quý anh chị mình Hãy lấy cái app Zalo Mở app lên à, Mở Zalo Và quét cái mã QR trên màn hình Đó thì từ đó là về với à zoom cộng đồng của em Sơn Thủy nhé Để làm gì ạ? Để quý em Sơn Thủy cũng sẽ là có những cái tín hiệu cụ thể, chi tiết về tình hình thị trường, về những chuyển động của thị trường và cái xu hướng tiếp theo của thị trường, cụ thể là từng ngày, từng tuần anh chị nhé Và hỗ trợ quý anh chị của mình mình trong từng cái phiên giao dịch hàng ngày và hàng giờ. Có đúng không ạ? Đó. Đó là những cái xu hướng những cái phiên tiếp theo trong tuần tới ấy, anh chị nhé Thì khả năng Việt Nam Index sẽ quay về test quanh lại cái 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 hỗ trợ giao găm mà mình vừa vượt qua đó là quanh cái mốc là 1270,39 đó anh chị nhé đó và nếu như test thành công đó test thành công thì Việt Nam Index là tiếp tục là sẽ khi mà về test cái vùng này anh chị nhé thì Việt Nam Index là cũng khi đó là sẽ có những lực cầu và test thành công thì sẽ có lực cầu nó sẽ tiếp tục là đẩy cái chỉ số Việt Nam Index lên và giữ được cái vùng 1270 này và từ đó nó sẽ lại tiếp tục là tăng trở lại đúng không ạ? Thế còn nếu như mà trong trường hợp anh ấy sang tuần tới mà test lại cái mốc này không thành công và quay về bên dưới thì vẫn còn cái à, mây rất là to đang đỡ ở dưới đây ở cái vùng là 1267 1268 tám, à, có đúng không ạ thì đó là sang tuần Việt Nam Index là có thể quay về test là từ cái mốc là 1267 1268 cho đến 1270 đó và để nhìn kỹ hơn thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về cái khung đồ thị 15 phút đó. thì trong khung đồ thị 15 phút anh chị nhé cái trạng thái khách sạn Ichimoku nó cũng sẽ xuất hiện vào cái phiên sáng ngày thứ hai đó, cụ thể là bắt đầu vào 9 giờ 30 thì cái trạng thái khách sạn Ichimoku nó cũng đã xuất hiện thì khả năng với cái điểm số này thì ở Việt Nam Index cũng sẽ bị rung lắc kéo về quanh cái vùng khách sạn đúng không ạ Và quanh cái vùng 1273 đó, hoặc có thể là thấp hơn nữa là quanh cái vùng là 1270 anh chị nhé đó đúng không ạ đó thì nó cũng như là trong cái khung đồ thị H1 thôi nó cũng sẽ quay về test lại cái hỗ trợ dầu găm đúng không ạ đó thì là trong khung đồ thị 15 phút cũng đã có cái trạng thái khách sạn anh chị nhé. và phải hết rồi phiên sáng thì cái trạng thái khách sạn này nó mới 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 chấm dứt thì có nghĩa rằng là trong cả viên sáng ngày thứ hai tuần tới thì Vietnam Index hoàn toàn là có khả năng là quay về test lại cái mốc là quanh cái vùng 1268 1270 bởi đó chính là cái vùng mà Vietnam Index vừa mới vượt qua đúng không ạ đánh mất đi cái hỗ trợ giao găm nhá anh chị nhé. đó là từ những cái phiên trước này và ngày hôm nay bắt đầu mới lấy lại được thì đương nhiên khi lấy lại được rồi nó lại phải quay lại test lại đó anh chị nhá đó và ngày hôm nay thì cái điểm số của thị trường nó không nói lên quá nhiều đúng không ạ bởi vì cái điểm số này nó đến tác động từ nhóm ngành banh mà nhóm ngành banh thì anh chị biết rồi đúng không ạ nhóm ngành banh là cái nhóm cần rất nhiều vốn để có thể là làm kéo được điểm số và khi cái cái vốn mà đã tập trung sang nhóm ngành banh để, để nhóm ngành banh tác động đến cái điểm số của thị trường thì đương nhiên những nhóm khác cụ thể như nhóm đầu tư công nhóm bất động sản nhóm uh, À, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại. Thế rồi là đến uh, nhóm uh, thép. Rồi, anh chị nhé. Và những uh, nhóm khác thì đương nhiên là phải uh, là 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 tăng chậm rồi đúng không ạ? Tăng điểm chậm rồi, mặc dù thị trường tăng hôm nay ra gần hơn 18 điểm anh chị nhé. Thế nhưng mà anh chị có thấy rằng Các nhóm khác nhé, tăng không nhiều, đúng không ạ? Chỉ có nhóm tài chính, trong nhóm tài chính đó thì có cái nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán thôi. Và tăng mạnh nhất là cái nhóm ngành ngành banh đúng không ạ? Thế và để sang tuần anh chị nhé trong tuần để tích cực thì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ phải test lại cái vùng 1268 1270 Để từ đó là xác nhận lại xem những cái mã ngành kia cái liệu cái tiềm lực và tiềm năng sức mạnh và như lực cầu ở những nhóm ngành đó nó có thực sự là 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 còn tồn tại và còn tiếp tục là được duy trì nữa hay không anh chị nhé Thì đó nó mới là một cái phiên test lại nó mới là cần thiết và để xác nhận rằng thị trường có đủ sức mạnh để tiếp tục chinh phục những cái mốc điểm đỉnh cũ hay không anh chị nhá. Thì mời quý anh chị Quan tâm thì có thể về với Zoom Zalo của em Thủy. Đó, từ đó thì em Thủy cũng sẽ có nhận định chính xác hơn và chi tiết hơn cụ thể từng trong phiên anh chị nhé. Và đó là những góc nhìn phân tích kỹ thuật của em Xuân Thủy về thị trường. Về điểm số của Vietnam Index là sau phiên giao dịch ngày hôm nay cũng như là với phiên đóng đến tuần. Và quý anh chị mình à, à, quan tâm và thấy cách nhận định à, thị trường, cách phân tích của em Xuân Thủy hữu ích thì hãy comment đến trái tim một tí ở phần bình luận. Và quý anh chị có những điều cần tư vấn, cần hỗ trợ thì hãy về với đội của em Xuân Thủy nhé bằng cách là là liên hệ với em qua số điện thoại bằng số điện thoại zalo anh chị nhé và từ đó thì quý chị mình sẽ à, về với cái chung cộng đồng của em và nếu như quý chị mình nào yêu mến em xuân thủy và muốn trở về với đội của em nhanh nhất thì quý chị mình hãy mở một mới một cái tài khoản vps đúng không ạ hoặc là quý chị mình đang có tài khoản vps rồi mà à, cảm thấy chưa hiệu quả thì cũng có thể là cân nhắc à, thực hiện một cái thao tác rất là đơn giản thôi đó là à, chuyển id về với em xuân thủy đó, anh chị nhé cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những uh, phiên uh, um, live các ngày trong tuần từ uh, thứ hai đến sáu hàng tuần em Xuân Thủy sẽ live vào khung giờ là 11 giờ 25 phút đó từ thứ hai đến sáu hàng tuần và em cũng sẽ có những video nhận định thị trường vào um, chiều tối và các ngày trong tuần anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.